mùa hè nắng nóng nếu có sẵn ly chè dưỡng nhan thanh mát thì còn gì tuyệt vời hơn đấy là chưa kể không chỉ giải khát chè dưỡng nhan chứa nhiều collagen thực vật rất tốt để làm đẹp da bồi bổ khí huyết giữ gìn vóc dáng cân đối sự kiện ẩm thực nhà hàng làm đẹp không chỉ là từ chăm sóc bên ngoài mà còn cần nuôi dưỡng từ bên trong nếu bạn đã từng xem các bộ phim cổ trang của trung quốc bạn sẽ thấy một món ăn được rất nhiều phi tần mỹ nữ trong hậu cung sử dụng để giữ gìn nhan sắc chè dưỡng nhan món chè được biết đến như tổ yến giá rẻ với các loại nguyên liệu bổ dưỡng như long nhãn táo đỏ nhựa hoa anh đào đây là món chè rất tốt để làm đẹp da giảm nếp nhăn khiến gương mặt thêm hồng hào vóc dáng thêm cân đối giờ đây với cách làm chè dưỡng nhan đơn giản các chị em có thể tự tay nấu cho mình bát chè ngon không thua gì ngoài hàng mà giá thành rẻ hơn nhiều đây là món chè được người trung quốc coi như tổ yến bình dân vì chứa nhiều collagen thực vật rất tốt để ngăn ngừa nếp nhăn, kiểm soát cân nặng, bồi bổ khí huyết, giữ gìn vóc dáng cân đối. Giúp thải độc ra hiệu quả, nguyên liệu nấu món chè dưỡng nhan, 10g tuyết liên tử, ngâm 4, 5 giờ, 10g nhựa đào, nên ngâm từ 24 giờ trở lên để nhựa đào nở hết, 10g táo đỏ, 10g long nhãn hưng yên, 10g tuyết yến, 50g kỳ tử, ngoài ra. Thành phần còn có hạt chiếc, quế hoa, saffron, đường phèn mật mía, chú ý, nên chọn nguyên liệu loại ngon nhất để món chè ngon và đúng chuẩn, cách làm, bước 1, cho nước nhựa đào, tiết liên tử và đường phèn vào đun sôi, sau đó, đun thêm khoảng 10 phút ở mức lửa vừa, bước 2, tiếp theo. Cho tiết yến, long nhãn vào đun đến khi sôi to là tắt bếp, bước 3, cuối cùng, cho kỳ tử, quế hoa. Và hạt chia vào đảo đều, để nguội bớt thì cho thêm saffron, có thể cho hay không tùy ý, bạn có thể ăn nóng hoặc lạnh nhưng chè để lạnh sẽ ngon hơn nhiều, yêu cầu thành phẩm, chè nên đảm bảo được độ đặc nhất định chè loãng sẽ không ngon tiết liên tử có vị bùi còn nhựa đào khi cho vào miệng sẽ mềm và hơi dai bạn không nên nấu lâu quá nhựa đào sẽ dai ăn sẽ không còn ngon nữa khi các nguyên liệu còn lại hòa quyện với nhau sẽ tạo ra vị ngọt thanh do nấu hoàn toàn bằng đường phèn nhựa đào là nguyên liệu khá nổi tiếng trong y học trung quốc thường xuất hiện trong các bài thuốc bổ với công dụng làm đẹp khiến làn da trở nên mịn màng hồng hào, giảm nếp nhăn, giảm cân, giữ gìn vóc dáng cho phụ nữ, nhựa đào cũng đặc biệt tốt để phục hồi cơ thể cho phụ nữ sau khi sinh, táo đỏ. Kỳ tử đều là những vị thuốc từ thiên nhiên, rất giàu collagen thực vật, rất tốt để chống oxy hóa. Tái tạo ra, bồi bổ tỳ vị, chữa suy nhược cơ thể long nhãn sấy là vị thuốc bổ, chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu. Giúp bồi bổ sức khỏe tổng thể, tốt cho tỳ vị, bồi bổ khí huyết, an thần, chữa mất ngủ. Làm đẹp da.